Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay lại là clip rất là đặc biệt, bốn em xu đầu dế. Anh em nào thích xu đầu dế thì cứ qua đây qua mình ha. Thì ở đây sẽ có từ cực rẻ đến giá ok. Thì ở đây nha, một con xu đầu dế hiện tại là giá 70 mấy, 80 mấy tùy xe, bản ABS hay không ABS nha. Xe là gồm có giấy tờ biển số nha anh em nha. Còn mấy anh em mà hỏi giá mà nó chưa đóng thuế, chưa biển số là xe mới, nó khác nha anh em. Thường thường xe này là hồi đó người ta mua là 70 mấy triệu. Rồi, 70 mấy triệu. Thì con này bây giờ mình bán còn có 3X à. Quá rẻ luôn, tại vì con này của thằng em, một chủ đập thùng nha anh em. Của thằng em nó không đi nữa, nó để cho mình. Thì cái con này tại sao mình bán 3X? Xe máy móc còn ngon nha, mới odo mười mấy ngàn thôi nha. 3X là so với bằng cũng có nửa giá xe mới à. Thì anh em đừng có so bì với xe mới nha, nó bằng nửa giá à. Con này 14 ngàn. Đồng hồ rất là mới nè, quay cái đồng hồ cho anh em xem. Quay từ từ thôi. Đó, đồng hồ rất là mới, mới tinh luôn. Cái xe này á, chỉ có cái là thằng em á, nó đem lên Sài Gòn á, nó để dưới chung cư á, cho nên nó xước xác nhiều đó anh em. Nó xước xác nhiều để mình chỉ cho anh em xem. Chứ nó không có tai nạn gì đâu nha anh em. Xe biển 48F1 rồi. Yên nè, thấy không? Cái yên thì nó không có đụng vô cái xước xác, cho nên là cái yên rất là đẹp. Nó đúng chất xe mới, nó keng. Rồi, mấy cái điểm xước xác đây. Để chung cư là nó xước mấy chỗ này nè ha. Đó, nó xước, nó dâm, nó xước dâm nè. Đó, rồi nó mới dâm nè anh em nè ha. Xước dâm nè, xe này có chống đổ luôn nha anh em. Đó, mấy chỗ này xước dâm nè, nhưng mà mấy chỗ này á, bên mình có nhân viên á, bên mình nó đã đánh lại nên nó đẹp. Đó, anh em thấy nó đẹp. Đó. Nè, rồi đặc biệt luôn. Bộ xông nhông sinh dĩ này á, để lâu á, xe này hình như 220 đó. Xe này 220 đúng rồi. Thì mình order mấy bộ luôn. Mình vô con này bộ mới luôn. Đó, rất là đẹp phải không? Bộ nhôm sinh dĩ là anh em biết nhìn là xịn sò liền ha. Nè, còn ốc tén con xe này rất là đẹp mà anh em thấy không? Quay cho anh em coi, ốc tén rất là đẹp. Để chung cư nó xước dâm mà đó. Còn ốc tén rất là đẹp, xe chạy ngon nha anh em. Chứ không phải mình bán anh em xe rẻ mà xe không có ngon đâu. Còn anh em mua xe cũ mà anh em vô anh em nói chạy xước rồi là mình cũng buồn anh em đó anh em. Trong khi cái tiệm mình bán xe cũ, xe đã qua sử dụng mà anh em vô anh em soi từng cái điểm chạy xước á, mình thấy buồn. Kiểu mình hết lòng anh em mà anh em cũng không nên. Cửa hàng mình với lại cửa hàng khác cũng vậy. Xe cũ mình bán anh em nghĩ đi, xe mới 70 mấy bây giờ mình bán 30 mấy thì nó mà có nửa giá luôn, giá nó chênh lệch quá là cao luôn. Thì mình bán cho anh em chơi thôi. Có nhiều anh em mà nó xe sau chỗ này chạy chỗ kia chạy á, mình cũng thấy buồn á. Cái kiểu mình bán xe cũ đâu phải bán xe mới đâu mà anh em khó với mình quá. Rồi, thì con này đồ bình xăng là anh em nhìn rất là đẹp. Thấy không? Những cái chỗ bên trước nó không vô tới á, cái kiểu là mà ma sát xe không có vô tới á thì nó rất là đẹp phải không anh em. Đó, quay từng vị trí cho anh em coi thì rất là đẹp. Nè, chống đổ nè, đó mấy chỗ này không vô tới thì rất là đẹp nè. Đến nỗi cái tem hãng năng lượng còn luôn nè. Nếu không, cục máy nè, xước nó không vô tới nó rất là đẹp. Anh em nhìn vô thấy chưa? Mọi thứ rất là đẹp nè. Còn mấy cái chỗ mà ha nó xước tới, ví dụ như cái bô nè. Nó xước nè, tới công chuyện rồi ha. Nó xước nè anh em thấy không? Cái bô GX là rất là dễ xước. Những anh em nào mà chơi xe mới là anh em biết ha, nó mua về là cái cây bô dễ xước nhất đó. Còn những chỗ mà nó xước không vô rất là đẹp đó, như chỗ này dễ xước nè, nó dâm nè anh em thấy không, để ý nè, dâm nè ha, nó xước dâm nè đó, xước tem dâm nè đó. Còn những chỗ không vô tới là rất là đẹp đó, là như chữ xu này ở đâu vô tới xước trong đây nó rất là đẹp, ngạc phuộc rất là đẹp mà ha. Xe này á mà đừng có để chung cư là rất là đẹp luôn anh em, đừng có để chỗ đông xe rất là đẹp. Những chỗ này nó không vô tới nè, nhìn nó đẹp không, cực kỳ keng luôn. Anh em coi cái dĩa nè, mướt mực mượt luôn, không một vết xước luôn. Anh em đi xe này chỉ có mua về chạy thôi chứ nó đẹp gì rồi còn đòi nữa. Đó, ba mấy triệu nha, con này 30 mấy triệu mua về chạy chơi. Biển số 48 3X. Rồi, em này biển Sài Gòn, em này biển Sài Gòn, em này đẹp lắm. Em này đời 2021 thì em này khỏi phải bàn rồi. Quay cho anh em xem rất là đẹp, từ gù tây thì em này đẹp toàn diện. Nhưng mà xe mình mua cũ thì nó không có tránh khỏi những cái chỗ xước dâm cái bô nha, xước xíu xíu rồi đó. Nhưng mà con này chủ giữ khá kỹ, rất là đẹp. Đẹp nha, xe này em khẳng định là đẹp. Con này bản ABS nha anh em, bản này không ABS nè. Bản này có ABS nè, thấy không, dòng ABS. Đó, em này đi mới có 6.000 mấy, 7.000 thôi. Em này thì mình bán giá là 49.500.000 nha anh em. Có ABS nha, 49.500.000. Xe này mình nói với anh em là rất đẹp ha. Rất đẹp là gì, là nó không có xước. Không có xước luôn á anh em, ít lắm, hiếm lắm. Nói chung là nó mới nhỉnh keng lắm.
biển Sài Gòn nha, con này biển số Sài Gòn nè anh em nè. Nhìn nó keng, anh em nhìn vô ốc tán nè, nhìn keng xà beng luôn. Thấy không? Keng cái này xe Sài Gòn á, người ta giữ rách đi á. Keng xà beng đó, đồng hồ công tắc. Em quay cho anh em xem xa xa cho nó đẹp. Xa xa anh em thấy nó đẹp, còn gần quá nó gần quá anh em thấy không rõ. Rồi anh em coi con này chưa? Rồi, cho anh em coi con này đi. Còn 3X, còn 4X đó. Rồi, em quay xa xa cho mấy anh em xem. Con này biển số con này của R15. Rồi, tiếp theo là em này. Em này biển số 83 nè. Em xua biển số 83. Em này cũng gọi là đẹp. Không đẹp bằng em này thôi nhưng mà đẹp. Đó, dàn áo mướt mát, vỏ đẹp, dĩ không chảy xước, phuộc rất là đẹp. Đó, em này cũng còn rất là đẹp ha nè. Em này quay cái này cho anh em coi. Siêu đồng hồ chưa bóc. Siêu đồng hồ chưa bóc luôn, thấy không? Anh em về đừng có bóc siêu này, được rồi giữ luôn cho đẹp. Em này 11.000 cây nha anh em. Đó, nè, phuộc còn 7 màu luôn nè. Chén cổ còn 7 màu nè anh em thấy không? Đó, 7 màu len cạn sạc bạn luôn. Xem, nói chung là còn keng lắm anh em. Con này còn keng. Thì con này không ABS. Mình bán cho anh em 40 triệu chơi nha anh em. Giá chơi luôn anh em à. Bán 40 triệu anh em, xe con này đẹp. Rất đẹp. Đẹp, đủ xài, thấy không? Rất đẹp, đẹp, đủ xài. Đó, anh em nghe tiếng máy ha. Thì nó êm, nó không có gì đâu anh em. Nó êm ru à. Đó, nó êm ru à, không có gì hết. Mấy con này thì êm ru thôi. Máy ngon, máy còn mới mà nó êm ru à. Đó, em ru à. Đó, em ru thôi. Em ru à. Máy này còn ngon lắm em. Mấy con này anh em mua về anh em bảo trì bảo dưỡng thay nhớt ok là xe nó ngon liền nha anh em. Rồi còn em biển số Long An. Em này rất đẹp luôn nha anh em. Em này là rất đẹp, biển số chìa khóa có bao bọc đầy đủ nè. Anh em thấy không? Đó. Xe thì mới y chang cái con em này cũng 221. Em này mới y chang cái con bên kia luôn. Y chang mới y chang em này luôn nha. Này 6.000 cây, em này chạy 6.000 cây. Có lên dù inox nè. Bảo vệ các nước nè. Rồi dán nè, xe phuộc rồi, nói chung là sơn còn mới lắm, nó sơn chỉ còn mới á. Mới lắm anh em. Nhông khen dĩ zin nè, mới tinh nè, mới ốc tán nè, còn 7 màu luôn nè anh em. Phuộc gấp nè. Đẹp lắm anh em, đó. Không có xước dâm, không có xước gì luôn anh em, rất là đẹp. Mới nè ha. Đó, quay anh em thấy mới gác chân rồi mới tinh nè. Đó, em này biển số 62 nha anh em. Mình bán 46 triệu nha anh em. Anh em nào mua thì cứ inbox mình nha. Xe này có chống giữa luôn nha anh em nè, đây lên cái chống giữa nè, dễ anh em rửa xe nè. Đó, chống giữa anh em chỉ cần bên lên là thôi là lên. Em này đẹp lắm anh em. Này mới cỡ 90% luôn anh em à. Mới xe lướt. Đó, bô biết rồi mọi thứ còn đẹp. Dầu thắng rồi mọi thứ là còn keng lắm nha anh em. Mua về chỉ giọt thôi nha anh em. Đó, em này biển số 62. Đó, rồi mình báo giá hết cho anh em á. Cái này xe nhanh zin. Chủ xe nói còn dư á, về mình muốn thay gì mình thay. Đó, còn cái à. Đó. Còn này ta lên xi nhanh led rồi nè. Nhanh led rất là đẹp. Ha. Đó. Đấy, rất là đẹp. Rồi. Em xu này là mạnh nhất trong phân khúc nha anh em. Mấy em xu là mạnh nhất trong phân khúc, mấy anh em mới chơi là trải nghiệm là ba cháy luôn nha anh em. Ngon lành luôn á. Đó, thì bốn em xu đó mình giới thiệu anh em hết rồi đó. Anh em mua thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình ha. Hoặc tới tận shop để coi xe và xem xe. Đó, anh em nào thích dẫn thợ tới thì ok luôn anh em. Thoải mái nha anh em nha. Xe bên mình bán có bảo hành 500km đầu tiên á. Xi nhan cháy hay là cái gì đó bên mình thay hết cho anh em. Nên anh em đừng có ngại nha anh em. Chơi thoải mái thôi, cứ tập trung mà chơi. Thì đó, ngồi 4 em xu thì bây giờ bên em mình còn em CBR650R. Con này khách đặt rồi. Còn em MT15 mới mua. Mới mua được 2-3 tháng thôi nha anh em. Con này mới đô đai xong 1.000 cây nha anh em. Rất là đẹp.
con này là khỏi nói rồi. Dán keo phủ nguyên con, không chảy xước, chống đổ, bảo vệ các nước. Sổ bảo hành còn luôn, 1.000 cây. Con này mình bán 60 triệu nha anh em. Đó, biển số 60H5. Rồi, em này là khách cọc rồi. Còn em Ninja 400, 100 chai. Con này đang rút hồ sơ nha anh em. Em nào mua là về sang tên thôi nha. Hiện tại mình đang đi rút hồ sơ. Bữa nào mình rảnh mình bán hết dàn xe này, mình rút xong mình quay em này sao. Đó, em này cũng đang rút hồ sơ. Em này cũng đang rút hồ sơ. Rồi, ok anh em này xíu nữa khách qua lấy nè. R15 này xíu nữa khách qua lấy nè ha. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em nhiều ha. Anh em cảm ơn anh em đã xem clip của mình trong thời gian qua nha. Rồi, mình báo tới anh em một cái tin vui là sắp tới kênh mình chuẩn bị 500.000 sub á, mình sẽ làm cái clip gọi là có những cái quà tặng cho anh em. Thì quà tặng đấy là cái gì? Gồm nhớt nè ha. Nhớt. Rồi mấy cái đồ chơi lặt vặt của mô tô nè. Đó, thì mình sẽ lên một cái anh em nhớ lưu ý là mình sẽ lên một cái clip mình sẽ tặng cho những anh em mà đã không phải những anh em mua xe bên mình, mà những anh em chỉ cần những anh em đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua, ủng hộ được subscribe, đăng ký kênh mình, thì phải những là những anh em đăng ký kênh mình nha. Trong thời gian qua thì mình sẽ gửi tặng đến em những món quà lưu niệm. Ví dụ thôi nha. Ví dụ những anh em nào mà subscribe trên 3 năm thì mình tặng gì ta, để anh suy nghĩ. Ví dụ thôi nha. Subscribe trên 3 năm có thể tặng anh em cái giá đỡ điện thoại, thì mình quà thì sẽ có nhiều. Chắc sẽ từ mình sẽ chuẩn bị 20 đến 30 phần quà. Hoặc là mình sẽ tặng cho anh em subscribe mà những anh em mà chưa có xe, ví dụ anh em chỉ có xe rút hoặc là anh em chưa có xe hoặc là anh em là đi học, mình sẽ tặng cho anh em cái cổ Titan để làm kỷ niệm. Ví dụ vậy đó. 500.000 sub. Hoặc là mình tặng cho anh em cái cờ lê. Cái cờ lê. Để anh em nhìn anh nhớ mình giỡn thôi anh em. Đó. Hoặc là mình sẽ tặng cho anh em một chai đổ vô xe. Đó. Thì nói chung sẽ có nhiều quà tặng. Hay là anh em muốn tặng cho anh em cây búa. Nói chung là sẽ có nhiều quà tặng sẽ dành tặng cho anh em. Không phải là những anh em mua xe không, mà những anh em người ta chưa có điều kiện anh em, người ta cần một cái món quà nào đó từ cái người mà người ta xem nhiều giống như là mình. Mình tặng lại anh em để tri ân, để mình giữ lại kỷ niệm. Chứ không phải tặng cây búa về anh em búa người ta đâu nha. Hai anh em muốn tặng này không? Rất là nhiều. Nói chung mình sẽ chuẩn bị. Nói chung là mình tặng, mình sẽ dành ra một hai chai nhớt để tặng cho những anh em subscribe. Những anh em mà subscribe được 3-4 năm rồi đó. Này là hàng Đức luôn. Nhớt này rất là hiếm luôn anh em. Mình không có quảng cáo, nhưng mà này mình nhờ người ở bên bên Nhật á, lấy giùm mình là nhớt Đức nhưng mà sản xuất cho thị trường Nhật Bản. Anh em đổ xăng vô là hả bá cháy bồ chát luôn á anh em. Thì mình sẽ có nhiều món quà tặng anh em, chứ không có tặng cái búa nha anh em. Búa kìa. Này là vàng đồ nghề của mấy đứa nhỏ nó làm nó. Vàng đồ nghề nè, dít nè, thấy không? Nhìn cũng chuyên nghiệp của bộ anh em. Cái này hôm bữa mưa bão quá nó rớt, mình chưa có dán lại nha anh em. Anh em nào có ghế cho mình mượn ghế để mình in lại lên trên nha, cho nó mát nha. Bữa bão á, bão miền Trung nó ảnh hưởng á, nó gọi ầm bay này luôn. Rồi. Thì nói chung sẽ có nhiều quà tặng lắm. Và một số đồ cổ, những chiếc mô tô cũ mình gửi cho anh em để mình anh em làm kỷ niệm thôi. Chứ anh em đừng có lấy bán là tội nghiệp cái lòng tốt của mình. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Biker nha. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt vui vẻ.